đưa thi thể 13 thuyền viên tàu USU-8 về thành phố Vũng Tàu. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đóng tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, tàu SR-272 đang đưa thi thể 13 thuyền viên tàu USU-8 quốc tịch Trung Quốc vào đất liền. Dự kiến 14 giờ hôm nay, ngày 2 tháng 10, sẽ cập cầu cảng của trung tâm tại thành phố Vũng Tàu để bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định. Theo đó, 13 thi thể gồm 10 người được tiếp nhận từ tàu USU-8 đang neo đậu ngoài khơi, cách côn đảo khoảng 63 hải lý về hướng Đông Nam, và 3 người tiếp nhận tại côn đảo vào 3 giờ sáng mùng 2 tháng 10. Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo Lê Công Thọ cho biết, dù các y, bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng một thuyền viên tàu USU-8 bị nặng nhất, hôn mê sâu từ thời điểm tiếp nhận vào chiều ngày 30 tháng 9, phải liên tục thở máy, đã tử vong lúc 22 giờ ngày mùng 1 tháng 10. Như vậy, Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo đã tiếp nhận cấp cứu 11 thuyền viên tàu USU, cứu được 8 người, 3 người tử vong, gồm 1 người tử vong trước khi tiếp nhận, 1 người tử vong trong quá trình di chuyển từ sân bay vào trung tâm y tế và 1 người nặng nhất tử vong đêm mùng 1 tháng 10. Thực hiện chỉ đạo của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, các thủy thủ tàu SR-272 đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ đưa toàn bộ 10 thi thể trên tàu USU-8 xuống tàu SR-272. Hành trình về côn đảo ngay trong đêm để tiếp nhận 3 thi thể còn lại đưa về Vũng Tàu, sớm bàn giao cho cơ quan chức năng.